Kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào các bạn, mình là Huy. Pin sạc dự phòng Usams magsafe 5000 mAh siêu mỏng cánh. Mời các bạn cùng mình test và bung nội thất nhé. Viên pin này thì mình săn sale từ tháng trước, lúc đấy giá của nó là sấp xỉ 400k. Mình vừa check thì bây giờ giá của nó đã tốt hơn rồi. Mình sẽ để link bên dưới cho anh em nào quan tâm thì có thể tham khảo và săn sale nhé. Quay đến đoạn này là test xong xuôi hết rồi các bạn. Chủ yếu là quay lại cho các bạn xem về cách đóng hộp này, xem về cái thiết kế của nó này, giới thiệu qua cho các bạn về tính năng, sau đó thì chúng ta sẽ cùng bung nội thất các bạn nhé. Còn về test sạc xả đo dung lượng các kiểu là mình đã test trong vòng 2 tuần vừa qua rồi. Về cách đóng hộp này, nó có cách đóng hộp khá là chỉn chu các bạn. Ngoại trừ việc là đóng gói khi mà ship đến cho mình thì nó bị móp mất một góc như này. Còn hộp nhất là khá là ổn. Chúng ta sẽ có thông tin sản phẩm, mã là USCD 220. Nó có hai phiên bản màu sắc các bạn nhé. Màu tím này và màu xám giống màu xám kim loại các bạn. Mình quay video nên là mình chọn cái màu này cho nó nổi. Chứ thực chất là mình thấy cái màu kia nhìn nó có vẻ là nam tính hơn các bạn. Đó. Quảng cáo ở đây là có sạc không dây, mắc là 15W. Thế nhưng mà sạc cho iPhone thì sẽ là mắc 7,5W các bạn nhé. 15W này là cho hệ Android đúng không? Tiếp đến là hỗ trợ PD 20W này, có đèn báo này đúng không? Dung lượng cell là 5000 các bạn nhé. Đấy, hộp nó sẽ đóng mở kiểu được như này. Nó làm mình nhớ đến ngày xưa là Aukey, nó hay đóng hộp kiểu như này. Đó. Sản phẩm sẽ nằm bên trong này và chúng ta mở ra sẽ nhìn được như này. Đó. Phía sau này là các thông số chi tiết hơn này. Đó. Có một con tem cào ở đây để chống hàng giả các bạn. Mã sản phẩm này, vật liệu thì nó sẽ làm bằng nhôm và nhựa ABS các bạn nhé. Đấy. Đây cũng chính là một cái lý do mà mình mua sản phẩm này, hoàn thiện bằng kim loại. Màu này thì nhìn nó còn chưa được sang mấy. Cái màu xám kia mình thấy trông nó còn sang hơn các bạn. Dung lượng cell 5000 này, rate capacity là 2800 các bạn nhé. 5000 thì nhiều bạn sẽ thấy là ít. Thế nhưng mà mình thì thấy là đây là dạng pin magsafe, tức là nó sẽ hút vào lưng điện thoại của các bạn. Nên là cái dạng pin này mà dung lượng cell 5000 là khá là phổ biến ấy, không phải ít đâu. Tiếp đến kích thước này, đây cũng là một cái điểm mà là mình muốn mua thử sản phẩm này. Đó. Một chiều là 10,2cm các bạn nhé. Một chiều là 6,6cm. Đó. 10,2 này, 6,6 này và dày 9mm các bạn nhé. Ở đây thì mình có một vài viên magsafe. Đấy. Mình đang còn ở đây để so cho các bạn thấy về cái độ dày nhé. Đó, đây là viên của Usams. Viên này thì nó là phiên bản mới ra nên là nó cũng có tự động kích hoạt các bạn nhé. Chúng ta không phải kích hoạt thủ công. Ốp vào lưng iPhone là nó sẽ tự nhận diện ra đấy là chiếc điện thoại của chúng ta và nó sẽ có pop-up magsafe. Đó. Nó sẽ mỏng như này. Đây là chiếc iPhone 14 không sử dụng ốp các bạn nhé. Nó hút khá là chắc. Tiếp đến thì đây là viên Ugreen magsafe. Viên này thì mình cũng test xong rồi. Chờ hôm nào rảnh rỗi thì chúng ta sẽ bung nội thất tiếp. Đó. Viên này thì nó phải dày gấp hơn 2 lần viên Usams các bạn. Viên Ugreen này thì nó không có pop-up magsafe, thế nhưng mà nó vẫn sạc là 7,5W cho iPhone. Đây, để cho các bạn so này. Cái máy này thì nó lấy led hơi bị kém các bạn. Đây là viên Ugreen, nó dày gấp hơn 2 lần rồi các bạn. Nó phải 2,2 lần. Kiểu như vậy. Cho nên là mình mua cái viên Ugreen này trước, test trước, sau đó mua viên này về. Mình đã sử dụng một thời gian viên Ugreen như này. Sau đó thì chuyển sang viên này. Cảm giác nó rất là thoải mái luôn. Tiếp đến thì đây là viên của Ugreen, mình mua từ năm ngoái. Usams mình cũng mua từ năm ngoái. Nó thuộc cái trend trong suốt đợt đấy, có khá nhiều anh em trong group đã mua viên này. Và mình đang thấy là có khá nhiều anh em vẫn đang dùng đến bây giờ. Mình vẫn đang dùng đến bây giờ luôn. Đó. Viên này thì nó là thế hệ cổ hơn. Chúng ta sẽ phải nhấn để kích hoạt. Đó. Nó cũng có pop-up magsafe các bạn nhé. Đó. Mình đã vừa ấn tắt màn hình iPhone. Đó. Cái này có pop-up các bạn. Nhưng mà cái iPhone này thì sẽ có lúc nó bị ngáo như vừa rồi. Đây, mình sẽ thử lại. Đó, có pop-up magsafe nhá. Cái này là do iPhone của mình nãy mình có thao tác, chứ không phải là do viên pin sạc dự phòng. Đó. Viên này thì cũng kim loại, nhưng mà nó cũng rất là dày. Đấy, nó dày khoảng gấp đôi viên này các bạn, nếu như so phần lồi nhất. Đó, cực kỳ mỏng luôn. Và chất lượng build, mới đầu thì mình đọc cái thông tin của nó ấy, nó sẽ là nhựa ABS và nhôm. Thì mình sẽ với cái mức giá như này thì mình không kỳ vọng lắm vào độ hoàn thiện của độ Usams, tại vì thường mình mua ban đầu sẽ bị đắt nhưng về sau thì nó sẽ giảm rất là sâu. đấy. Nên là mình không kỳ vọng nhiều vào cái độ hoàn thiện. Thế nhưng mà khi mà mình nhận ấy, mình miết thử các cái mép này các bạn, gần như không cảm thấy gì luôn. Cái mép liên kết giữa nhựa với cả nhôm này, bình thường thì chúng ta sẽ sờ thấy rất rõ, nhưng ở đây với viên mình đang có ở đây hoàn toàn không thấy gì. Và nó bằng nhôm các bạn nhé. Nên là trong quá trình sử dụng, nếu như các bạn vô tình đánh rơi thì sẽ gặp cái vết giống như của mình. Đấy. Đó, mình đã bị đánh rơi và bị móp cả một góc iPhone các bạn. Đó, đúc trong túi quần. Đây là cái nút nhấn của nó này. Cái phần này mà họ làm cách điệu đi một tí nữa cho nó cao cấp nhỉ. Ở đây thì nhìn nó vẫn bình thường quá các bạn, không có gì đặc biệt. Nhất là cổng C này. Nếu như mà làm một cái đường CNC mà bo cái góc mép C này thì nó sẽ rất là đẹp. Thế còn ở đây thì độ hoàn thiện của nó là vuông thành sắc cạnh, không có ba via, nhưng mà nhìn nó không được sang thôi. Đấy. Ở đây thì chúng ta có đèn báo này các bạn này. Các bạn muốn check pin thì có thể nhấn nút. Thế còn dùng với iPhone thì chúng ta chỉ cần ốp vào là nó sẽ tự động. Đó. Đèn báo trạng thái sạc. Cổng C, nó chỉ duy nhất một cổng Type C thôi nên nó rất mỏng các bạn. Ok, giới thiệu qua cho các bạn về mặt tính năng như vậy. Có một cổng này để chúng ta có thể sạc in out. Ngoài việc các bạn sạc như này nhé, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một dây, đúng không? Chúng ta cắm như này để muốn sạc nhanh hơn. Đấy. Cái viên magsafe này thì cầm rất thích các bạn, là mình muốn thử nhiều viên 5.000 khác xem trải nghiệm nó như nào. Vì một thời gian dài vừa qua mình đã thử viên 10.000, cầm nó khá là thốn các bạn. Đó. Sạc in là 18W này, out là 20W các bạn nhé. Ok, chuẩn sạc thì chúng ta sẽ check nhanh. Nhưng nó sinh ra để dành cho iPhone nên là mình nghĩ là sẽ không có anh em thuộc cái đối tượng khách hàng nào khác mua cái viên này để làm cái gì cả. Thường thì nó sẽ thành ra là sẽ bị đắt. Chúng ta sẽ cấp nguồn cho USB test này. Đó. Sau đó thì cắm vào đây để check cấp chuẩn sạc. Chắc chắn thì nó sẽ có power delivery rồi. Còn mình không biết là cái thế hệ mới này thì nó sử dụng cell pin của hãng nào này, cái kết cấu của nó như thế nào. Còn cầm ở đây thì rất là ưng, không có flex, không có ọp ẹp, mọi thứ đều hoàn thiện. Chỉ có một vài chi tiết nhỏ họ cố làm cho nó thêm một chút nữa là nhìn nó sẽ cao cấp hơn hẳn. Còn lại thì cũng khó có thể có gì để chê, nhất là cái phần ghép nối này. Mình sờ cái viên này gần như không thấy gì luôn. Không thấy gì luôn chứ cũng không phải là gần như các bạn. Thế còn đồ của mấy anh Trung Quốc này thì sợ nhất là mỗi lô mỗi kiểu. Bản thân mình mua trải nghiệm sớm có khi lại được hàng ngon. Giống như là phím ấy các bạn, phím cơ ấy. Mua sớm đây toàn được hàng ngon, mua về sau nào là cắt giảm, nào là thay đổi. Dân tình kêu ầm. Đây là các chuẩn sạc này. Còn rất nhiều chuẩn sạc này, FCP, SCP, AFC, Quick Charge này đúng không? Cổng C này vẫn có Quick Charge bình thường này, có SFCP này, có PD 3.0 này các bạn này. Đó. Và có PPS cho Samsung 2A. Mình đã sạc đầy cho viên pin này, chúng ta sẽ set up để xả nó ở 5V 3A xem rate capacity của nó ra được bao nhiêu các bạn nhé. Các bạn sẽ dễ dàng so sánh với những viên pin sạc dự phòng đã từng xuất hiện trên kênh của mình. Ở đây thì mình sẽ tạo một bản ghi mới này. Setup tải về 5V 3A các bạn nhé. Và reset các thông số của tải về 0 này. Đó. Chúng ta sẽ tiến hành. Quá trình này thì sẽ mất khoảng đâu đó hơn 1 tiếng các bạn. Xả xong rồi anh em ơi, chúng ta sẽ cùng đọc kết quả nhé. Trước tiên thì show cho bạn thấy cái cách báo của nó khi mà hết pin. Đèn nó sẽ nháy như này. Hoặc là khi các bạn ốp vào điện thoại mà nó hết pin ấy, nó cũng sẽ nháy như này nhá. Đó. Để đọc được kết quả thì mình sẽ cắm USB test vào một viên pin đang có điện ở đây. Các lần xả trước của mình thì rate capacity của nó rơi vào khoảng xấp xỉ 2.800 ở 5V 3A. Mình sẽ so sánh luôn với tải điện tử này. Đó. USB test là 2798, tức là xấp xỉ 2008 mAh ở 5V 3A. Bên này cũng thế này, xấp xỉ 2008 này các bạn này. Đó. Thì đây là cái rate capacity của viên này. Mình sẽ ghi cái rate capacity của nó vào đây. Đó. 2800 các bạn nhé. mAh ở 5V 3A. Cái viên này thì nó định danh cell pin của nó là 5000 thì rate capacity ra được 2008 là một con số mà nói chung là tương đối ổn. Bây giờ thì gần đây có nhiều brand họ sử dụng những cái cell pin mới cho ra rate capacity nó cao hơn. Cái viên này 2.800 mà nếu như mà chúng ta gấp đôi lên 2 cell là 10.000 thì nó ra cỡ 5.600. Thế thì sẽ hơi thấp so với mặt bằng chung. Nó sẽ tương đương với cái viên cũng của Usam này. Đó, mình mua cách đây 1 năm. Ví dụ viên này định danh sale là 10.000 thì nó ra được cỡ 5.700 ở đây lúc mình mới mua. Còn cái này 5.000 thì nó ra 2.800, tức là tỷ lệ gọi là gấp đôi nhau đấy. Bây giờ tiện thể nó đang hết pin, chúng ta sẽ test cái quá trình sạc vào của viên pin này các bạn nhé. Để test được thì mình sẽ cắm power z này. Sau đó thì cắm power z vào máy tính và mình sẽ cắm một bộ sạc 100W ở đây để xem nó lên được bao nhiêu. Dây vào máy tính nha. Mình sẽ tạo một cái bản ghi trên máy tính này, cắm vào bộ sạc. Mọi lần mình test thì nó ăn khoảng 18W. Đó, này 17,6 này, sấp xỉ 18W. Tổng thời gian sạc đầy những lần trước mình test thì nó rơi vào khoảng 1 tiếng 50 phút. Một lát nữa thì có biểu đồ thì mình sẽ show lại cho các bạn xem. Test sạc xong rồi anh em ơi. Đây là một trong các biểu đồ mà chiếc PowerZ của mình ghi lại được quá trình test sạc vào viên Usam magsafe 5000 mAh. Đây là một dạng biểu đồ khá tiêu biểu cho việc test sạc vào của một viên pin sạc dự phòng 20W các bạn nhé. Các bạn có thể thấy này, trong khoảng thời gian đầu tiên đúng không ạ? Cụ thể với viên này là 54 phút đầu tiên này. Trong lần test này của mình, viên pin nó kéo một đường công suất gần như nằm ngang như này. Đó, nó rơi vào khoảng sấp xỉ 18W các bạn nhé. Cái điểm thấp nhất là 17,6 và cao lên một chút thì nó sẽ lên được trên 18W một chút là 18,4W. Đó. Sau 54 phút đầu tiên này, viên pin của chúng ta sẽ tiến hành vào quá trình để sạc đầy. Đó, nó sẽ giảm dần công suất đến khi đầy hẳn. Đây là 1 tiếng 54 phút các bạn nhé. Còn chỗ này là 54 phút này các bạn này. Đó. Cái viên pin này thì nó không có màn hình báo phần trăm pin, nên là cái khoảng này thì mình sẽ ước tính dựa trên là cái năng lượng cần để sạc vào đến cái điểm này và tổng năng lượng để sạc đầy cho viên này. Thì cái khoảng này nó rơi vào khoảng xấp xỉ 80% pin các bạn nhé. Các bạn có thể thấy này, 54 phút đầu tiên chúng ta sạc được khoảng 80% pin của viên này. Tiếp đến thêm 1 tiếng nữa để sạc nốt 20% còn lại. Đấy, các bạn có thể thấy là cái quá trình sạc pin nó sẽ thường diễn ra như vậy. Khoảng một nửa thời gian đầu tiên chúng ta đã sạc đến tầm 70 thậm chí là 80, tùy từng viên pin sạc dự phòng nhé, 70 thậm chí là 80% pin. Còn một nửa thời gian còn lại gần như là như vậy để chúng ta sạc đầy nốt cái phần trăm còn lại. Đó. Tiện thể thì ở đây viên pin của mình đang đầy pin này. Mình đang có một chiếc iPhone 14 ở đây, nó cũng đang ở trạng thái pin yếu các bạn nhé, 17%. Mình sẽ tiến hành là sạc vào cho nó và theo dõi các cái mốc thời gian. Đấy, để xem là với cái viên 5000 như này, rate capacity là 2800 nữa, thì chúng ta sẽ sạc được bao nhiêu phần trăm cho cái điện thoại này. Đây là iPhone 14 và cái pin của nó thì còn khả dụng là 89% các bạn nhé. Đạt mốc 80% pin rồi anh em ơi. Đó. Máy này của mình thì bắt đầu sạc lúc 9 giờ 54. Lúc đấy là 17%. Đến bây giờ là 11 giờ 40. Mà nãy thì nó đã đạt mốc 80% cách đây ít phút rồi. Thì chúng ta có thể tính tròn cỡ 1 tiếng 40 phút là đạt được từ 17 cho đến 80 thì nó sẽ rơi vào khoảng 63% pin. Đó là khoảng thời gian mình test được. Trong quá trình mình test thì máy vẫn để wifi, vẫn nhận thông báo. Mình vẫn có lướt Facebook một thời gian ngắn, cũng đăng một số bài. Đó. Thì magsafe thì với mình nó là một cái giải pháp mà chúng ta gọi là chống cháy, vừa sạc vừa dùng. Đấy, cầm như này thì tiện, đỡ dây dợ đúng không? Thì mình sẽ tính thời gian đến cái mốc mà 80% pin thôi. Vì 80% đến 100% thì kể cả cắm dây hay là sạc không dây thì nó đều cực kỳ lâu. Đấy. Viên pin này thì nó sẽ sạc không dây cho máy của các bạn là 7,5W các bạn nhé. Nên là cái khoảng thời gian kia thì mình thấy cũng chấp nhận được. Chúng ta đã test xong xuôi rồi các bạn. Bây giờ thì tiến hành vùng nội thất các bạn nhé. Mình đang rất là háo hức xem là cái phiên bản này thì Usam họ đã làm như thế nào. Mình vừa bung được nội thất của viên pin sạc dự phòng này, mời các bạn cùng tham khảo cấu tạo của nó nhé. Nó sẽ có 3 phần các bạn, 2 mảnh vỏ và phần lõi ở giữa đúng không ạ? Trong đó thì chúng ta có một mảnh vỏ bằng nhôm như này, hợp kim nhôm. Đấy. Và mình thấy có rất là nhiều ngàm được làm xung quanh này, rất là sắc nét luôn. Cái độ dày thì theo ước lượng của mình nó sẽ rơi vào khoảng 0,5mm thôi các bạn. Theo mình thì cái việc mà họ lựa chọn nhôm này thì sẽ có hai ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên là sẽ làm cho chúng ta có một viên pin sạc dự phòng mà vật liệu nó có phần gọi là sang xịn mịn hơn là bằng nhựa. Một phần nữa là họ chọn nhôm thì sẽ chỉ cần một cái mảnh rất là mỏng như này thôi, nó vẫn đảm bảo được cái độ cứng cáp cho tổng thể viên pin sạc dự phòng. Đấy. Còn nếu như mà muốn làm bằng nhựa mà để đạt được cái độ cứng tương đương thì chúng ta sẽ cần một cái miếng nhựa khá là dày đúng không ạ? Mặt còn lại này thì theo mình dự đoán là cái cách mà họ lắp đặt cái viên pin này sẽ như sau các bạn nhé. Đầu tiên thì họ sẽ dán các cái nam châm này. Đó. Cái nam châm họ cũng sử dụng khá là mỏng so với cái viên Ugreen hôm trước mình bung. Đấy. Mình sâu cho bạn thấy. Ugreen thì mình vứt mất phần vỏ rồi các bạn. Đây, cái nam châm của Ugreen này nó sẽ rất là dày các bạn nhé. Thì tổng thể cái viên Ugreen này nó dày hơn rất là nhiều. Thế còn cái nam châm này nó mỏng hơn này. Đó, các bạn có thể thấy này. Wow. Họ sẽ dán nam châm vào khung này trước này. Tiếp đến thì họ sẽ dán cái cuộn coil của chúng ta đúng không? Và cái miếng lõi ferrit vào khu vực này. Đó. Sau đó thì cố định PCB vào khung nhựa bên dưới bằng hai con ốc. Một con là ở đây này và một con ở vị trí này. Sau đó thì dán băng dính hai mặt lên đây và ốp cái mảnh nhôm vào. Cuối cùng là được một viên pin hoàn thiện các bạn. Đó, sau khi mà lấy ra này thì mình đã lấy được các cái thành phần như sau. Đầu tiên là cell pin của chúng ta các bạn. Đây, thông số của nó này, 19,35Wh, 3,87V các bạn. Lần đầu tiên mình thấy cái viên pin như này luôn, 3,87V. Và đây là cái thông số về mặt dài rộng với cả chiều dày đúng không? Thì nó dày 5,5mm các bạn nhé. Cell pin dày 5,5mm. Tiếp đến thì chiều ngang là 62mm và chiều dài là 81mm. Đó. Cái ký hiệu của hãng là FKXA. Mình tìm thì cũng chưa biết là của brand nào các bạn. Ở dưới này thì có BCB nữa này. Và 5000mAh. Anh em nào mà biết đây là cell đến từ hãng nào thì có thể comment cho mình biết với nhé. Mình thì vừa có Google qua thôi, chứ chưa có thời gian tìm thêm xem là đích thị là nó đến từ hãng nào. 3,87 và mình vừa đo thì nó đầy ở 4,38V các bạn. Đây, viên pin này thì nó đã sạc đầy rồi mà. Mình sẽ đo bằng cái đây. 4,38V các bạn. Đấy. Khi đầy. Viên pin này thì mình đã sạc đầy ứ. Vậy là 3,87 và đầy ở 4,38. Lần đầu mình gặp cái thông số nó lẻ lẻ như vậy các bạn. Cell pin của chúng ta thì sẽ được hàn thẳng lên PCB bằng các cái mối hàn điểm như này. Đó. Và chúng ta vẫn có cảm biến nhiệt đầy đủ các bạn nhé. Khi mà bóc ra thì nó được dán ở cái vị trí ria ria này. Nó có một cái miếng băng dính màu xanh. Đó. Tiếp đến thì đây là mặt trên đúng không? Toàn bộ các cái linh kiện thì nó chủ yếu là tập trung ở một mặt. Đấy. Thì khi mà lắp vào thì họ sẽ lắp như này. Cái mặt mà tiếp xúc gọi là gần hơn với khu vực vỏ nhôm thì sẽ được là cái mặt mà chống linh kiện các bạn. Thế nhưng mà khi mình bóc ra thì mình không thấy là có bất kỳ một cái tấm che chắn nào ở cái khu vực PCB này, vì mình thấy nó hở khá nhiều và mặt này thì lại là mặt bằng nhôm, mặc dù là nó vẫn có khoảng cách nhé. Nhưng mà không thấy họ dán một cái gì đấy lên để cách điện các bạn. Đây là khu vực các cái đèn báo này. Ban đầu thì nó sẽ có một cái lớp băng dính màu đen này để ngăn cách các đèn với nhau. Tiếp đến là có một cái tấm chắn sáng ở đây. Đấy, để cho ánh sáng của chúng ta thì sẽ được cho ra ngoài này, đều hơn này. Đèn nào đi đèn đấy đúng không? Không sáng loang cho nhau. Tiếp đến đây là khu vực cuộn coil với cả lõi ferrit các bạn. Và toàn bộ linh kiện thì nó sẽ nằm ở mặt này. Toàn các linh kiện lạ rồi các bạn. Lần đầu mình gặp những cái viên pin mà có các cái thông số lạ như này. Đấy. Chúng ta sẽ đi từ khu vực ngoại vi trước các bạn nhé. Đây là cái cuộn cảm cho mạch tăng hạ điện áp này, cuộn 2R2 và cũng được họ đổ keo vòng quanh khá là kỹ này. Tiếp đến thì cái con chip nằm ở vị trí này luôn các bạn, có mã là S621. Đấy, mã của nó này. Con chip này thì nằm ở vị trí này thì đích thị là mạch tăng hạ điện áp cho cái phần sạc có dây và hỗ trợ các chuẩn sạc có dây này. Ở đây thì mình lại có một con IC AL328 các bạn. Xuất ra thì nó có khả năng đứng ở đây thì có hai khả năng. Một là đóng mở bảo vệ cho cổng C, nhưng mà có vẻ là không phải. Mình search ra thì nó còn có một cái chức năng nữa là tăng điện áp từ điện áp của pin ấy, là khoảng 3, mấy V lên 5V. Đấy. Có thể là nó nằm ở đây, là làm nhiệm vụ cấp nguồn vào đây. Khả năng là như vậy các bạn nhé. Tăng lên 5V hoặc lên 9V. Đấy, theo mình search là như vậy. Ở đây là các cái tụ điện của mạch cộng hưởng luôn, cho mạch tăng hạ điện áp. Đó. Tiếp đến thì khu vực cổng C, chúng ta có một cái cổng C bằng khung thép rất là cứng ở đây, cực kỳ cứng các bạn nhé. Anh em có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài. Ở đây thì chúng ta có hai con đùa mốt phép 8205A này. Thì theo dự đoán của mình, một con nó sẽ làm nhiệm vụ cho mạch, cho đóng mở bảo vệ cổng C, và một con làm cho nhiệm vụ là đóng mở cấp nguồn cho cái IC sạc không dây. Cái con IC sạc không dây thì chúng ta đã tìm được ở đây có tên là Soundchip, một cái brand rất là quen thuộc. Đó, SC5004 các bạn nhé. Search là ra ngay, con này đích danh là cho mạch sạc không dây. Và đây là các cái tụ điện cộng hưởng của mạch sạc không dây này. Bên cạnh này chúng ta có một con IC ở vị trí này. Rất lạ luôn, nhưng ở vị trí này thì dự đoán của mình nó lại con IC điều khiển chung đấy. MCU điều khiển toàn bộ các cái chức năng của viên pin sạc dự phòng này. Bên dưới này chúng ta có hai con IC cho mạch sạc xả bảo vệ pin. Đây là khu vực công tắc chức năng của chúng ta này. Đó, mặt dưới này thì được họ làm hở cái khu vực này để tản nhiệt cho mạch tăng hạ điện áp. Đây là toàn bộ các thành phần linh kiện mà mình đã tra được. Đó. Nhìn nó cũng khá là chất đấy chứ các bạn. Cái viên pin này thì cái cơ chế nhận sạc không dây của nó như thế nào, đúng không? Đây mình sẽ đợi nó tắt. Nó vẫn giống như viên Ugreen hôm trước. Đó, gần đây thì các brand hình như là đã ứng dụng các con chip mới này, là nó sẽ có cái tính năng như vậy. Mình sẽ tắt đi này. Đó, tắt này. Để sạc không dây thì chúng ta sẽ để chiếc iPhone vào. Đó. Nó sẽ tự kích hoạt nếu như để đúng vị trí các bạn nhé. Ở đây thì mình đã bóc nó ra rồi nên là đó, đặt đúng vị trí này. Không cần một cái cảm biến nào khác, vì trong quá trình mà các bạn đặt cái lưng iPhone này, nó đã có nam châm này. Đó. Nó sẽ phát sinh ra một cái dòng điện vào cái cuộn coil này, và từ đấy thì con IC trong mạch điều khiển nó sẽ phát hiện ra và nó sẽ phát lại dòng để dò xem có đúng là điện thoại hay không, và sau đó thì cho sạc, nó sẽ tự động kích hoạt mà không cần thêm cảm biến. Thế còn bây giờ thì vẫn có rất nhiều viên pin sạc dạng này trên thị trường, khi mà mỗi lần sạc chúng ta phải bấm nút nguồn chẳng hạn, đúng không? Đây, giống như là thằng Usams này, chúng ta phải bấm nút nguồn, hoặc là có những viên thì nó sử dụng cảm biến rung thì cái độ chính xác của nó sẽ không cao. Cảm biến rung thì mỗi khi mà các bạn nhấc viên pin lên khỏi mặt bàn chẳng hạn, hoặc là lúc này thì lắc là có thể là nó đã kích hoạt rồi. Thế còn với cái dạng thiết kế mới như này thì nó sẽ có độ chính xác cao hơn. Đó. Có một cái điểm nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là nhiệt độ trong quá trình sử dụng. Thì như đã chia sẻ trong nhiều video trước, đúng không? Tất cả những cái viên pin mà sử dụng cái dạng thiết kế như này, đúng không? 20W này, thì thường là cái khu vực mạch tăng hạ điện áp hoặc là mạch của IC sạc không dây nó sẽ đều rất nóng, và nó đều nóng gọi là tương tự nhau. Thì tùy vào kết cấu của từng viên pin mà cái nhiệt độ nó có thể truyền được ra vỏ hay không, và nó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hay không. Thế còn viên nào nó cũng nóng các bạn nhé. Ví dụ như viên này, một phần là vỏ bằng nhôm này, đúng không? Một phần là nó rất là mỏng như này, nhiệt nó sẽ truyền rất là nhanh ra vỏ phía sau, dẫn đến việc là trong quá trình sử dụng thì các bạn có thể có khi các bạn sẽ gặp trường hợp là nó sẽ nóng, nó khá là nóng, ảnh hưởng đến việc mà các bạn cầm nắm trải nghiệm này. Đấy là thực tế trên viên pin này. Viên pin này mà bây giờ đang là mùa đông thì mình khuyên là anh em mua luôn, đúng không? Vừa dùng mà vừa coi như là chúng ta có một cái sưởi tay, cầm rất là ấm, rất là thích. Thế nhưng mà lại sắp sang mùa hè rồi, cầm vài hôm vừa rồi mình thấy là nó nóng ra ngoài rất là nhanh, và đôi khi là chúng ta sạc từ phần trăm pin thấp quá và sạc cái thời gian dài thì nó sẽ gây ra khó chịu cho tay trong quá trình sử dụng. Thế còn có những viên, đúng không ạ, bản thân là nó vẫn rất nóng, ví dụ như viên này của Baseus chẳng hạn. Bản thân là nó vẫn là sử dụng một chip all-in-one, một cuộn cảm cho mạch tăng hạ điện áp. Trong quá trình hoạt động nó vẫn có thể, cuộn cảm con chip này có thể nóng lên đến 80-90 độ các bạn nhé. Nhưng mà sờ bên ngoài này nó lại chỉ ấm rất nhẹ thôi. Tại sao lại như vậy? Tại vì PCB nó nằm ở giữa này, nó cách rất là xa mặt trên mặt dưới, nhiệt nó không truyền qua được, chúng ta lại tưởng rằng nó mát. Nhưng thực tế bên trong thì con chip của nó vẫn rất là nóng. Đấy. Đây là chia sẻ thêm của mình về mặt nhiệt độ. Thì cái viên pin này thì đang sắp sang mùa hè rồi, có thể là sử dụng nếu như mà các bạn sạc từ phần trăm pin thấp, có thể là nó sẽ gây ra hiện tượng mà nó thoát nhiệt ra bên ngoài phía sau này, dẫn đến việc cầm nắm trải nghiệm nó sẽ hơi khó chịu. Đó. Ok, trên đây là toàn bộ các chia sẻ của mình. Đây là một viên pin mà có chất lượng build khá là ok. Đó. Tuy nhiên thì bạn nào thấy phù hợp với nhu cầu thì các bạn hãy tham khảo nhé. Còn ở đây thì mình mua để test thôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mời các bạn cùng tham gia vào các group mình để link ở bên dưới, như là cuồng tai nghe chú Wireless, Nghẹo Công Nghệ, nơi chúng ta cùng thảo luận, hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng và cùng nhau săn sale các sản phẩm công nghệ với mức giá tốt nhất. Viên Usam này cũng như vậy này, nó vỏ bằng kim loại các bạn, nên là khi sử dụng thì nó sẽ vẫn ấm ra ngoài.